Chào toàn thể anh em nhé Tôi là Trần Hạo Clip của ngày hôm nay Tôi làm với mục đích là để cho anh em biết Về cái giá trị thực của những cái đồ sóc đĩa Người ta vẫn bán ở trên mạng Clip này làm với mục đích để làm gì Để cho anh em khi mà anh em biết Về cái giá trị thực của các loại đồ sóc đĩa Thì anh em đi mua đồ Không bị những cái thằng bán đồ nó loe Tức là ví dụ như anh em bỏ ra 5 triệu Thì anh em sẽ mua được cái sản phẩm gì Anh em mua bỏ ra 7 triệu thì nó sẽ sản phẩm gì Và 10 triệu, 15 triệu nó khác nhau ở điểm nào thì anh em phải biết ví dụ như này này các bạn nhìn này thật kỹ này trên mặt các bạn đang hai là hai cái bát mẫu nó giống nhau nó đều là bát trắng tinh không có hoa văn gì cả đúng không và cái công năng của nó là đều xoay để mình nhìn thấy trong bát đĩa nó là chặn hay lẻ cái về cái công nghệ của cái hai cái bát này nó đều là bát tàng hình sạc từ đúng chưa và nhìn ngoài Nhìn bề ngoài nếu như các bạn không được so sánh, không được xem clip này thì các bạn không biết đâu là loại tốt, đâu là loại không tốt. Thì hai loại này, đây là cái hàng thị trường này, hàng trôi nổi thị trường này. Còn đây là cái hàng cao cấp nhất bây giờ, không phải là cao cấp nhất tức là nó cao cấp nhất trong cái phân khúc của nó. Đấy. Đây hàng thị trường nhá, hàng cao cấp nhá. Soi đèn này, tôi soi đèn cho các bạn xem này. Ví dụ như các bạn đi mua hàng thì không không thể không thể phát hiện được, không biết được bởi vì nó nó giống nhau y xì nhau soi đèn đều không thấy và đều phải sạc là sạc bệ này đây tôi sẽ cắm sạc vào cho các bạn thấy này. đấy đấy sạc báo đỏ điện này thằng này cũng vậy thôi đấy nó đỏ điện hết thì các bạn không thể phát hiện được nhưng mà ở clip này tôi sẽ cho các bạn biết hàng thị trường nó kém hơn hàng chất lượng ở đâu bây giờ tôi sẽ dùng trên chính bộ quân một bộ quân này một cái đĩa này và trên chính một cái màn hình tôi soi để các bạn thấy này trước hết tôi soi bằng cái bát là hàng kém chất lượng này hàng thị trường này đấy các bạn nhìn chưa để nghiêng nghiêng nhìn rõ hơn đấy rồi bây giờ các bạn lưu hình ảnh lại nhá. bây giờ xem lại cái màn hình xem cái bát hàng cao cấp này nó có nét hơn không đấy nét hơn rất là nhiều đúng không đây này Bây giờ tôi sẽ để cái 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 cái, cái bát hàng kém chất lượng vào. Các bạn nhìn thấy. Kém hơn nhiều đúng không? Còn cái hàng cao cấp này. Nó cao cấp ở trong cái phân khúc của nó thôi. Tức là bây giờ cái bát này cứ sóc lên là nó soi. Đấy, chẳng phải làm gì cả, sóc cái nó soi. Đấy, bát cao cấp thì nó nét như này. Còn bây giờ đưa cái bát này vào thì nó mờ hơn rất là nhiều. Đúng chưa? Thì nó là như vậy nó một một phần thôi còn một phần nữa về cái dòng cao cấp này này Bát cao cấp này là bát 3 pin Khi mà sử dụng bát 3 pin ấy, thì pin nó rất là bền Có cái dòng này nó chỉ là một, được một pin thôi Cho nên là cái thời gian sử dụng của cái bát này nó được tầm là hơn một tiếng có cái bát này khoảng tầm là 3 tiếng Nếu như mà xoay liên tục, sóc liên tục, xoay liên tục Nhưng mà vào cuộc chơi ví dụ như là Người ta sóc như này này Bắt đầu đặt xuống này Bắt đầu người ta mua bán các kiểu con là điều thì Thì pin nó sẽ còn được, được lâu hơn nữa Đấy là về hai cái dòng bát Cùng là tàng hình tự động đây là hai cái bát tàng hình tự động nhưng mà về những cái linh kiện làm bên trong này thì cái bát này nó tốt hơn cho nên giá thành nó cao hơn và khi ví dụ như anh em khi đi mua đồ ấy thì anh em xác định bỏ một cái giá tiền nhiều hơn thì anh em phải chọn được những cái loại bát này còn không ấy thì anh em mà mà mà, mà gặp những cái thành phần ối rồi ôi nó bán đồ nó không phải là thợ đi đánh ấy không phải thợ đi làm ấy mà nó chỉ mong muốn là bán đồ để lấy lại ấy thì nó sẽ bán với anh em với cái loại bát này nhưng mà một giá tiền cao để nó lấy lại nhiều hơn mà cho nên là anh em phải biết tìm những cái chỗ nào nó uy tín, chỗ nào là thợ đi đánh về, người ta quay về người ta làm đồ nó khác so với việc là những cái thằng gọi là, là biết tí quảng cáo trên mạng lên lên trên mạng xong rồi là, 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 là quảng cáo đồ để về bán cho anh em. đấy là hai cái dòng bát. nói chung là trong phân khúc này là phân khúc thấp nhất trong cái loại bát tàng hình. còn đến đây tôi sẽ đưa sang một cái phân khúc nó cao hơn một tí nữa. đấy là cái bát này. bây giờ là tôi sóc vào này. đấy nó không hề soi đúng không? màn hình nhiễu, sóc tên mai nó vẫn nhiễu thì nhiều anh em nghĩ Ôi thì máy sau bát nó lại không không soi này nhưng mà bát này muốn soi được ấy, nó phải có cái dòng gọi là khiển này đấy tức là cái khiển này người ta cứ đút trong túi này Vào hộ chơi cứ đút trong túi này lúc nào đánh gì tít đấy khiển phát là bát nó mở mắt đọc to cái gì đây sấp đôi sấp đôi đúng không đây này tôi cầm cái này tôi soi không được sấp đôi này hoặc là ví dụ sóc này mình không cần biết nó là cái gì cả cũng cũng bây giờ chưa biết đúng không bởi vì mình ấn lên này màn hình nó không lên nhưng mà khi mà mình bấm vào cái khiển này phát thì nó sẽ hiện lên cho mình ba con đen này đấy ba con đen rõ ràng này ba con đen một con trắng này đấy mở ra này về cái màn hình ấy, thì các bạn có thể là dùng màn hình này hoặc là màn hình dây như ông bạn kia vừa cầm ấy đều được các bạn thích làm màn hình nào cũng được nhưng mà cái dòng này nó cao hơn cái dòng này một tí bởi vì là nó có khiển các khiển này nó có tác dụng này ví dụ như vào một cuộc chơi này bạn vứt bát vào đấy cho người ta sóc ban đầu cờ bạc bé đúng không cho bọn mày sóc sáng đi tao đéo thầm đánh chạy con mẹ thì nó sóc như này ấy sóc thoải mái sóc cả ngày cả đêm bát nó không bị hao pin thì lúc này bởi vì là mình có khiển đâu không khiển thì cái 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 cái, cái gọi là là, là là là, cái, cái camera trong này nó không mở ra và không mở ra nó sẽ không bị hao pin nhưng đến lúc vào một cuộc chơi mình ấn khiển này đấy thì nó sẽ hiện lên là sốc đôi này đưa vào sốc đôi này đấy rõ ràng sốc đôi luôn này đấy thì đấy là cái cái bát này nó nó có, có, khiển thì nó cao hơn một tí nữa ngoài ra ví dụ các bạn muốn cao cấp hơn nữa thì các bạn dùng cái loại này cái loại này nhìn bề ngoài thì nó cũng không khác gì nhau đấy cũng là khiển đây úp vào đây thì cũng là khiển như này đúng không như này là chưa thấy gì nhưng mà mình khiển vào mình thấy này đấy trắng tinh luôn đây à mình cắt cái ốc người cái bát này lên ạ đây mình khiển vào này sắp đôi đúng không? thì nhìn bây giờ nếu như mà so sánh như này cùng một loại quân quân con bài này cùng đĩa này và cùng khiển cùng một màn hình như này các bạn không thể so sánh được hai cái loại bát này thế nhưng khi mà đưa vào một cái loại quân không phải là quân này mà là quân có màu bằng cách là ví dụ người ta đánh bằng quân màu này hoặc là quân vina hoặc là quân thăng long thì nó sẽ có sự khác biệt ví dụ như là bằng quân này làm bằng cái bát này mà chơi bằng quân này thì nó là trắng xóa này các bạn nhìn thấy bốn con đỏ đúng không? Úp vào soi này. Thì các bạn chỉ nhìn thấy là bốn con trắng xóa thôi. Đúng chưa? Nhưng mà khi sử dụng cái bát này các bạn nhìn rõ luôn. Bốn con màu. À ngửa cái bát này ra. Đây. Bốn con màu đỏ luôn. Đúng chưa? Thì đây gọi là bát cao cấp nhất trong tất cả các loại bát. Đây là bát khiển màu. Bát khiển màu thì nó dùng tất cả các loại quân. Còn ngoài ra cái bát này ấy, bát này này, nó chỉ dùng với lại như với lại những cái loại là, là là là, quân gọi là quân đen trắng thôi quân không có màu thôi còn ví dụ như gặp mà quân thăng long thì là cái mấy cái dòng này tắt điện kể cả, cả cái dòng này cũng vậy thôi dòng này là cao cấp trong phân khúc bắt tự động nhưng mà khi mà gặp bằng đưa phải cái bát này vào ấy thì là cũng chẳng soi được nó trắng xóa hết đây này không phân biệt được đâu là là chẵn đâu là lẻ cả bởi vì nó chỉ thấy bốn con trắng thôi thấy chưa thế nhưng mà úp vào cái này phát thì nó lại nhìn rõ luôn đây này tôi để sắp đôi này úp vào các bạn xem này đây khiển đây này đấy gió nét nó một một luôn đúng chưa đây cả hai màn hình các bạn thích nhỏ gọn thì các bạn dùng màn hình này còn thích xa tầm ba bốn chục mét thì các bạn dùng cái này đấy đấy là hai cái, cái, cái lựa chọn để mà khi mà sử dụng bắt hình à, sử dụng màn hình còn về bát thì, thì thì nó có nhiều kiểu và và nhiều giá khác nhau thế tại sao lại có những người anh em là gọi điện cho tôi xong tôi đưa ra một cái giá nó gọi là tương đối là chát hơn so với thị trường thì anh em bảo là mẹ cái thằng này nó bán đồ đắt thế hay là mày mày bán đồ đắt thế kia tao hỏi chỗ này chỗ kia ấy thì nó thật là các bạn đi mua ấy gặp những cái đồ gọi là đồ thị trường này nó là còn may còn nhiều khi mà anh em mà còn tham rẻ mà 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 quá rẻ so với cái này ấy các bạn cứ muốn quá rẻ mà thành ra là nó bán cho các bạn cái bát bình thường luôn chứ còn không, không những là không có được cái bát này luôn ấy, nghe chưa nên là các bạn xác bị lấy hàng ấy tôi khuyên thật cứ alo cho tôi số điện thoại 0974244211 tôi tư vấn cho những cái đồ nào đánh được những cái đồ nào đánh phù hợp với sân chơi nào còn sau này các bạn tôi nghe tôi tư vấn rồi anh em thích mua đâu được không quan trọng nhưng miễn là những người đã đăng ký cái kênh của tôi này rồi này đừng có bị người ta lừa đừng có bị người ta lè đăng ký kênh của tôi rồi thì các bạn phải khôn hơn những cái thằng mà chưa đăng ký kênh các bạn phải tỉnh táo hơn đừng có để nó lè nữa nhá Đây là những cái chia sẻ trong clip này bởi vì là bịt mẹ mà có những cái thằng mà nó 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 thắc mắc là tại sao bác của anh đắt hơn bác chỗ khác là... thì tôi còn nghe được nhưng còn có những thằng tôi nói bác nó chửi ngay thì mẹ ông bán đắt đắt thế thì thật đắt, đắt nó là vì như vậy đây cái bát này vào xoay đi thấy cái gì không đây sóc cả ngày thấy gì không thấy gì cái ông đi thấy cái gì không thấy gì không thấy gì không thấy, gì không? thấy thì trắng tinh thôi thấy cái gì đâu đúng không trắng tinh, thôi. trắng tinh thấy cái gì đấy trắng tinh thế nhưng mà khi mà các bạn úp cái này vào rồi thì đây cũng là ba ba đỏ đúng không nhưng mình nhìn rõ luôn hiểu chưa đấy đấy là cái cái mà các bạn cần lưu ý để mà đi mua đồ cho nó chuẩn chứ không phải là cái cái nào cứ bát hình nó là bát hình đâu cứ bát tàng hình nó là tàng hình đâu